Khi bạn chợt nhận ra ngáo husky ở chung với chủ lâu ngày sẽ trở nên vô cùng giống chủ. Ai? Nhà có hai thanh niên khác vẻ ngoài nhưng chung hệ điều hành khiến mỗi lần nhìn thấy là không thể nhịn được cười. Ai? Nào! Ai đứa mày lại gì vậy?